Xin chào ngày mới quý vị khán giả. Nam Bộ ngày hôm nay vẫn có nhiều nơi nắng nóng, khả năng xuất hiện cả những điểm nắng nóng gay gắt. Đó là mức nhiệt 37 độ C dự báo sẽ xuất hiện tại Biên Hòa. Các nơi khác như Tà Lài, Thủ Dầu Một, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Châu Đốc, Cao Lãnh, Vĩnh Long và Sóc Trăng phổ biến trong khoảng 35-36 độ C. Các nơi khác mức nhiệt phổ biến trong khoảng 33-34 độ C. Ngày trời nắng mạnh là vậy tạo tiền đề cho mưa dông mạnh vào chiều tối nay. Dự báo trời mưa rào và dông rải rác, cục bộ có những điểm mưa vừa, mưa to, quý vị cần đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh đi kèm. Dòng điện sét đánh xuống mặt đất có thể lên đến trên 27.000 độ C, gấp 5 lần nhiệt độ bề mặt mặt trời, có thể lan truyền với bán kính 15 mét. Quý vị hãy nhớ quy tắc 30 giây để có thể nhanh chóng tìm nơi tránh trú, đếm thời gian từ khi nhìn thấy chớp cho đến khi nghe thấy tiếng sấm để có thể xác định được khoảng cách đến nơi sét đánh. Cứ 3 giây tương ứng với 1 km. Dự báo tại thành phố Cần Thơ, không chỉ ngày hôm nay mà 2 ngày cuối tuần đều sẽ xuất hiện nắng vào ban ngày, chiều tối xuất hiện mưa dông. Về nhiệt độ sẽ có xu hướng giảm dần. 2 ngày cuối tuần, mức nhiệt cao nhất trong ngày là 33-34 độ C. Về thời tiết tại đảo Phú Quốc trong ngày hôm nay, dự báo trời vẫn có nắng từ sáng cho đến trưa, nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C. Quý vị lưu ý về chiều tối có khả năng xuất hiện mưa dông. Đến đêm, trời tạnh ráo, nhiệt độ giảm xuống còn 28 độ C. Trời mát. Nếu quý vị có lịch trình ra vào các đảo ở vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, Kiên Giang, trong ngày hôm nay cần lưu ý trời mưa rào rải rác. Trong mưa dông có khả năng xuất hiện về lốc sét và gió giật mạnh, tầm nhìn xa dưới 10 km.